Rồi, xin chào các anh chị. Chào mừng các anh chị đến với kênh Đất Vườn Giá Rẻ của em. Em là Sinh Lê. Hôm nay em xin giới thiệu với các anh chị cái căn nhà mới xây luôn. Nó tọa lạc ngay vị trí của đường Võ Nguyên Giáp, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Một huyện có nổi tiếng là đất đang sốt sùng sục luôn nha các anh chị. Một căn nhà mới đó. Đây là căn nhà của chúng ta, đây là hàng xóm của chúng ta. Vị trí ở đây thì dân cư đông đúc nha các anh chị, ở hai bên đường luôn. Chúng ta ra cái đường quốc lộ 51 nằm ngay trước mặt của chúng ta luôn á. Từ đây ra quốc lộ 51 thì chỉ có 100m thôi nha các anh chị. Dân ở sát, tiện ích xung quanh thì đầy đủ. Đi ra ở đầu đường là quán ăn sáng, rồi tạp hóa là đầy đủ nha các anh chị. Ở bên hông, bên khi chúng ta ra bên tay phải là chúng ta ra quốc lộ 1A, còn bên tay trái là ngay trường tiểu học Tân Bình. Rồi chúng ta đi ra cao tốc Bắc Sơn Long Thành nha các anh chị, chỉ có 1 cây số thôi nha các anh chị. Gọi là tiện ích xung quanh. Chợ thì chợ Trà Cổ cách đây cũng chỉ có 200m thôi. Đó, chúng ta đi ra, nó nằm bên tay phải, đi 200m nữa là tới chợ Trà Cổ. Khu công nghiệp ở đây thì có khu công nghiệp Giang Điền, hoặc chúng ta lên khu công nghiệp Sông Mây, khu công nghiệp Hố Na nha các anh chị. Căn nhà của chúng ta với tổng diện tích là 105m2, trong đó có 80m thổ cư, sổ hồng riêng có sẵn nha các anh chị. Thì căn nhà của chúng ta hôm nay giờ thì cuối năm rồi, chủ đang cần bán gấp, cho nên bán với giá siêu mềm, siêu rẻ. Bán với giá đại hạ giá cuối năm 1 tỷ 480 triệu. Chỉ có 1 tỷ 480 triệu chúng ta sở hữu ngay một căn nhà mới tọa lạc ngay đường Võ Nguyên Giáp của xã Bình Minh, huyện Trảng Bom nha mấy anh chị. Chúng ta sẽ đi vào để review cái căn nhà cho các anh chị xem này. Đây là cái phòng trước của anh chị. Lần trước thì cái hè đằng trước đó, đây là chỗ để xe máy của chúng ta đi làm về nè. Cửa là chắc chắn, cao ráo chắc chắn. Đó. Mặt trước thì chúng ta ốp hết gạch hoa, có đèn nhà. Cửa thì lát kính. Còn đây là cái bên hông nhà. Cái bên hông nhà thì đây là để chỗ nơi để gara ô tô, hoặc là chúng ta nhà đông người chúng ta có thể thiết kế thành một cái phòng ngủ nữa các anh chị. Đây bên hông nhà cũng có cửa đi vào này. Đó. Còn đây là cửa chính. Toàn là cửa mới, cửa đẹp. Các anh chị em quan sát cho anh chị coi. Hàng mới, hàng đẹp luôn. Đây. Đây là bên trong căn nhà của chúng ta. Điện nước đầy đủ nha các anh chị. Đây là công tắc điện. Toàn hàng ngoại nhập nha các anh chị. Đây, gạch. Gạch là toàn hàng gạch loại 1. Nói chung là nội thất của chúng ta là sử dụng toàn hàng loại 1 luôn nha các anh chị. Đây. Đây là phía trong là bếp, còn ngoài đây là phòng khách. Phía trong là bếp. Đã lắp đầy đủ cửa sổ. Đó, để em review thêm cho anh chị xem. Đây. Chúng ta có tủ trên, tủ dưới đầy đủ nha các anh chị. Hàng toàn hàng ngoại nhập nha. Cửa dưới nè. Có chỗ sẵn này bếp ga, chúng ta chỉ việc lắp bếp vô là sử dụng thôi. Có máy hút khói luôn. Đây là nước. Cái nước có sẵn nha các anh chị. Đây là toilet. Có sẵn là mùi toàn hàng ngoại nhập. Và đây là cái buồng. Đó. Anh chủ nhà đang mở cho chúng ta xem. Đó, có sẵn cửa để tủ để quần áo luôn cho các anh chị. Đó. Thì nếu các anh chị ưng ý cái căn nhà này
thì hãy liên hệ trực tiếp với em nha. Em là Sinh Lê, số điện thoại 0985747863. Hãy liên hệ trực tiếp với em để em dẫn các anh chị đi xem trực tiếp cái căn nhà này nha. Các anh chị xem YouTube thì hãy ủng hộ cho em cách nhấn like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video tiếp theo nha. Em xin chào các anh chị.